Hello, xin chào tất cả các bạn học viên và tất cả các anh chị thân mến. Ngày hôm nay chúng ta đã học đến lesson 11, bài thứ 11 của chương trình luyện phát âm tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ học cặp âm là cặp âm sh và âm zh. Đây là hai cặp âm và là một trong những cặp âm mà không có ở tiếng Việt, cho nên sẽ hơi gây một chút chút khó khăn dành cho tất cả các bạn khi các bạn học luyện phát âm của hai âm này. Nhưng các bạn, mình tin chắc rằng sau buổi học ngày hôm nay thì các bạn sẽ có sự phân biệt được hai cách phát âm của hai âm này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi với âm đầu tiên, đi đến với âm đầu tiên đó là âm sh, rồi sau đó chúng ta mới tiếp tục đến âm zh. Như các bạn thấy trên bảng thì hai âm này được biểu thị dưới màu gì ạ? Green là màu xanh, là màu mà chúng ta sẽ có thể ngân hơi, luồng hơi dài hơn một chút đúng không ạ? Và âm sh, là âm vô thanh, còn âm này là sao ạ? Zh, là âm hữu thanh. Bây giờ chúng ta, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay ạ. Nếu như chưa sẵn sàng thì hãy chuẩn bị cho mình một cốc nước, giấy bút để các bạn tiện ghi chép lại toàn bộ kiến thức, hệ thống lại kiến thức của buổi học ngày hôm nay nhá, tiện cho việc tra cứu của bạn sau này. Đấy, ready, sẵn sàng nha. Như các bạn đã thấy trên hình thì sao ạ? Khẩu miệng mà các bạn nhìn thấy sẽ là sh, hơi môi bạn chu lên giống như khi bạn nói với một ai đó là xịt xịt, đừng nói nữa đấy, rồi và tay đặt lên cổ họng để cảm nhận dây thanh âm có rung không nhá, chỉ một hơi như vậy thôi, đó. Thì các bạn có nhìn thấy dây thanh âm rung khi mà nhìn quan sát hình ảnh nếu mà không đúng không? Và đây là unvoiced sound, âm vô thanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành về âm này nhé. Từ đầu tiên mà các bạn nhìn thấy trên bảng là một từ mà các bạn nữ rất hay nhìn thấy. Ok, là shop. Shop, shopping đúng không ạ? Đó, mua sắm. Vậy thì những từ này chỉ có một âm tiết thôi. Shop, op, shop, shop. Ok, rồi tiếp theo ạ. Sun, các bạn nhìn này, âm s này là âm sờ nhẹ nha. S khác hoàn toàn với âm này. Được chưa? Ví dụ trong từ này chúng ta đọc là she, she, được chưa? Thì từ này sẽ cho đọc là she, she. Còn đây này là see. Tương tự từ sun, sign. Thì các bạn sẽ thấy này, khi mình phát âm âm tiết đầu tiên là sun thì mình sẽ chỉ là thôi, sun, sun. Ok, rồi tiếp theo âm kia, sh, I'll shine, sun, shine, sun, shine. Cả lớp đọc lại nào. Sun, shine, sun, shine. Rồi next one, tiếp theo ạ. Âm y dài, sheet, sheet, eat, sheet, sheet. Rồi thế nhưng mà là số nhiều, sheets, sheets, sheets. Đó, các bạn lặp lại nha. Từ đầu tiên là shop, tiếp hai là sunshine, next one trees. Rồi tiếp các bạn này, a cash, cash, a cash. Tiếp ạ. Ok, âm a dài nào, r, r, osh. Tức là từ âm r đấy các bạn, chu miệng luôn, osh, osh. Rồi âm nào, hush, hush, đúng rồi, hush. Đúng son, shade,
Shade, shade. One more time, các bạn đọc lại nhé. Shade, shade. Rồi, tiếp ạ. Âm nhẹ này. Session, session. One more time. Session, session. Rồi ạ, tiếp ạ. Pre, e, e. Pressure, sure. Pressure, pre, pressure. Câu đó là pressure. Nếu bạn không có như vậy với hai cô âm đi cùng nhau thì âm này chỉ đứng một mình thôi, bạn bật đúng âm đấy ra thôi. Pressure, pressure. Giờ tiếp ạ. Những bạn nào hay đọc là pressure hay là pressure thì là xem lại cái phát âm của từ này nha. Áp lực đúng không ạ? Pressure. Rồi tiếp ạ. National. A. National. À, không đọc là national đúng không ạ? Chỉ đơn giản ba âm tiết là na là âm tiết này, sure là âm tiết thứ hai và no. National. One more time. National. 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 Rồi ạ, tiếp ạ. Tiếp theo bạn ạ. Y, âm y dài. Không phải, âm y ngắn do nhận trọng âm thôi. Âm tiết này nhận trọng âm nên mình sẽ đọc cảm giác luồng hơi cái kéo dài lên một chút này. Issue, issue, issue. Rồi tiếp ạ. Tension, tension. And tension, tension. Đó, tiếp ạ. Motion, motion. Motion. Ok, bây giờ cả lớp đọc lại nha. Từ đầu tiên ạ. Shop. Tiếp theo ạ. Sunshine. Next one, tiếp ạ. She's. Tiếp ạ. Cash. Next one. Hush. Đúng rồi, tiếp ạ. Shade. Next. Các bạn ạ. Session. Next. Pressure. Tiếp ạ. National. Tiếp ạ. Issue. Next one. Attention. Next. Motion. It's your turn. Đến lượt các bạn đọc nha. Các bạn đây đi ạ. Đọc to lên các bạn ở nhà. Shop. Đúng rồi. Tiếp ạ. Sunshine. Very good. Next one. Tiếp ạ. She's. Đúng rồi. Tiếp ạ. Cash. Đúng rồi. Tiếp ạ. Hush. Very good. Tiếp ạ. Shade. Đúng rồi ạ. Session. Next one. Pressure. Very good. Next one. National. National. Tiếp ạ. Issue. Tension. Oh. Motion. Motion. Very good. Tiếp. Các bạn ạ. Chúng ta tiếp theo dòng cuối cùng thôi. Chúng ta tập từ đây nhá. Dishes. D này. Dishes. Ums. Này bạn phải chuyển sang ums. Này không phải shit như này. Dishes. Dishes. Is. Is. Dishes. Dishes. Very good. Tiếp bạn. Oh. Ocean. Ocean. Next one. Intentional. Có 4 âm tiết. In là âm tiết đầu tiên. In. Âm tiết thứ hai nhận trong ten. Âm tiết thứ ba sure. Và no. Intentional. Không nói intentional đâu nhé, nhé. Chỉ có no. Intentional. Intentional. Đó, tiếp ạ. Machine. Nào, ý dài là in. Machine. Machine. Rồi, bạn lớp đọc lại này. Dishes. Very good. Tiếp ạ. Ocean. Next one. Intentional. Đúng rồi ạ.
machine, nhầm rồi đúng không? Machine, machine. Rồi các bạn đọc lại nào, các bạn đọc đi. Đẹp. Đi she's. Tiếp ạ. Ocean, ocean. Tiếp ạ. Các bạn nhớ là âm những âm đuôi này, âm nhá. Ocean, tiếng Anh trầm xuống. Ocean. Tiếp ạ. Intentional, intention thôi các bạn nhỉ. Sure. No. Intentional. Tiếp ạ. Machine, machine. Dishes, ocean, intentional. This one, machine. Great work. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành âm gì ạ? Âm sh. Các bạn nhìn này, cái phát âm âm này là âm gì nhỉ? Sh. Âm này là âm sh, không phải là âm sờ đúng không ạ nhé? Âm sh. Chết, ok. Now this one. Chúng ta tiếp tục với âm tiếp theo ạ. Âm kia là âm gì ạ? Âm sh. Thế âm này cùng vì là âm họ hàng nên cùng khẩu miệng âm với nhau, khẩu hình miệng giống nhau này. One, tức là mình coi như âm này là one nha, số 1 nha, two nha, khi mình đọc là one thì các bạn phải đổi ngay sang kia nha. One, âm này là two. Giới thiệu âm dung cả lớp có đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hành về âm này nhé. Từ đầu tiên ạ, âm này hơi mất năng lượng một chút, các bạn có thể nghỉ giải lao, sau đó là uống một ngụm nước ấm để các bạn có động lực để tiếp theo. Đó, rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu nha. Visual, có lớp nhìn này, vi này, vi nhận trọng âm, ju là âm tiết thứ hai, o là âm tiết thứ ba, visual, visual, đó, không phải o nữa nhá, âm visual, one more time, visual, visual, đó, tức là mình tách ra cho các bạn cảm nhận dễ này, visual, thực ra thì nó chỉ có hai âm tiết là visual là hai âm tiết thôi, tức là vi là một âm tiết và visual là âm tiết thứ hai, nhưng mà mình tách ra để cho các bạn cảm nhận thôi, visual, 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 phát âm cho mình nghe nào, visual. Very good. Okay, this one, tiếp ạ. Okay, easy word. Now, A, beige. Beige, đúng không? Beige. Các bạn này, z, beige, z, đúng không? Khi từ này ở cuối, đứng một mình nó và không đi theo một nguyên âm nào đứng sau cả, không có nguyên âm nào đứng sau cả, thì các bạn chỉ phát âm là âm z thôi. Beige, không được, đó là beige, đúng không ạ? Beige, beige, beige. Ok, beige. This one, decision. Decision. Có 3 âm tiết, D là một âm tiết, C là âm tiết thứ hai và J là âm tiết thứ ba. Decision, one more time. Decision. Decision. Lại nào các bạn. Decision. Decision. Tiếp ạ. Illusion. One more time. Lại nhé.
illusion. Đó, tiếp ạ. Explosion. Có 3 tiết này. Riêng cái âm này rất được, cái âm này được phiên âm là bây giờ là không nhận trọng âm, âm tiết từ hai nhận âm plosion, không âm tiết đứng sau, âm tiết được nhận trọng âm đánh dấu liền xuống jin, explosion, explosion. Để cho các bạn cảm nhận được rõ cái dấu trọng âm đi xuống nào. Cái sorry, xin lỗi. Nó cái tức là cái cách cái đánh dấu trọng âm của đây là plo này là trung tâm nhá, thì âm tiết đứng trước, âm tiết được nhận trọng âm, chúng ta để thành bằng, có sự liên kết một chút đối với tiếng Việt để cho các bạn cảm nhận âm dễ hơn thôi. Sau này bạn đã có luyện tập về phần nghe, nói nhiều lần thì các bạn sẽ nhận ra được cái cách phát âm chính xác nhất, gần nhất với người bản xứ. Đây chúng ta nói là explosion, explosion, jin, không phải dính hay là dính, jin, explosion, explosion. Rồi cứ đã. Occasion, 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 one more time. Lại nhé, lần nhé. Occasion, occasion. Tiếp ạ. Immersion. Immersion, immersion. Tiếp ạ. X, vẫn là X. Đó. Nếu các bạn đã luyện tập thật tốt bên này thì từ bên này các bạn cũng sẽ đọc rất là dễ thôi. X, cur, âm ơ dài này, hồi miệng tròn, lưỡi ra lại đằng sau, ta phải âm ơ, excursion, âm c, cursion, excursion, excursion. Rồi tiếp theo ạ. Inclusion, inclusion, inclusion. One more time. Inclusion. Rồi, đi lại. Persian, Persian, Persian. Tiếp theo ạ. Prestige. Các bạn nhìn này, từ này cũng khó này. Pre, không nhận cho âm đỉnh thanh bằng, đúng không ạ? Tiếp này, chúng ta cặp hai hai phụ âm là này và stage, stage. Ok rồi, thế nhưng mà âm này là nhận trọng âm các bạn ạ. Bây giờ các bạn không phát âm được hai âm này trước thì bạn yếu hơn, bạn phát âm ish cho mình chưa nào. Ish, cho mình ish, ish xong ạ, là stage, stage. Ok, lại nhá. Prestige, prestige. Very good. Tiếp bạn. Derision, derision. Cả lớp đọc lại nhá. Derision. One more time. Derision, derision. Âm r này thế nào ạ? Lưỡi cầu miệng bên ngoài, cầu miệng bên ngoài, người ta nhìn vào là như âm u vậy nhưng mà lưỡi giật lại đằng sau. R, rí, rí, không phải rí đúng không ạ, không phải dí mà là r, rí. Derision, derision. Rồi cả lớp mình cùng đọc nha. Trời ơi, một âm thật là nhiều năng lượng đúng không ạ, mất rất nhiều năng lượng rồi, chúng ta cùng chịu khó luyện tập một chút nha. Rồi từ đầu tiên ạ. Visual, this one. Beige, beige. Next. Okay. Sorry. Decision, decision.
Illusion. Tiếp ạ. Illusion. Y ngắn nhé. Illusion. Tiếp ạ. Explosion. Next one. Tiếp ạ. Occasion. Occasion. Không phải là occasion. Occasion. Tiếp ạ. Immersion. Immersion. Tiếp ạ. Excursion. Excursion. Tiếp ạ. Inclusion. Inclusion. Next one. Persian. Persian. Tiếp ạ. Prestige. Prestige. Stige. Prestige. Next one. Derision. Derision. Các bạn chịu khó đọc lại một lần nữa nhá. It's your turn. Đến lượt các bạn đọc nào. Các bạn đọc đi ạ. Từ đầu tiên ạ. Visual. Đúng rồi. Tiếp ạ. Beige. Next one. Tiếp ạ. Decision. Very good. Tiếp ạ. Illusion. Đúng rồi. Tiếp ạ. Explosion. Good. Tiếp ạ. Occasion. Đúng rồi. Tiếp ạ. Immersion. Đúng rồi ạ. Excursion. Very good. Tiếp cả lớp. Inclusion. Đúng rồi. Tiếp ạ. Gì nhỉ? Persian. Tiếp cả lớp ơi. Prestige. Tiếp ạ. Derision. Đúng rồi, derision. Great. Yeah, chúng ta đã đến những câu cuối cùng rồi, đúng không? Đó, từ đầu tiên nào các bạn. Division. Division. À, rồi tiếp theo ạ. Intrusion. Intrusion. Rồi tiếp theo ạ. Conclusion. 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 This one. Invasion. Invasion. Cả lớp đọc lại nào. Division. Tiếp ạ. Intrusion. This one. Conclusion. Tiếp ạ. Invasion. Rồi, cả lớp đọc lại nào. Division. Intrusion. Conclusion. Invasion. Great. Ok, great. Cả lớp đọc lại cho mình nghe nào. Đến lượt các bạn đó. It's your turn. Lại là division. Đúng rồi, tiếp ạ. Intrusion. Intrusion. Tiếp ạ. Conclusion. Good. Next one. Invasion. Invasion. Great. Yes, okay. Thank you. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay các bạn, âm này phát âm là gì nhỉ? Âm này là âm sh. Âm này là âm sh. Các bạn nhớ này, đã học đến bài buổi hôm nay thì sẽ nhận thấy rằng là không phải là chúng ta sẽ nhìn vào mặt chữ cái mà biết được cách phát âm của từ đó, mà chúng ta cần phải nhìn vào cách phát âm của từ đó ngay phía dưới phần phiên âm này, chúng ta mới nhận ra được cách phát âm của từ đấy như thế nào, đúng không ạ? Của cái âm đấy như nào. Cho nên các bạn mới vào học các phần âm này và luyện tập dần đó. Cái phần phát âm này nó như là một cái kiến thức nền tảng thôi các bạn ạ. Một gọi là những cái quy tắc kiến thức nền tảng, các bạn hiểu về nó, biết về nó rồi, các bạn vững chắc về những cái phần kiến thức nền tảng cơ bản này rồi, sau đó khi nó sẽ được phát triển hơn nữa khi trong quá trình nghe sau này, các bạn sẽ phản xạ được với âm. Ví dụ một ai nói là intrusion, các bạn có thể nhận ra được cách viết à intrusion, các bạn có thể phiên âm được là in, các bạn có thể phiên âm là in, đúng không ạ?
in chu gì ạ? Sorry, intrusion, có thể nó là âm này đúng không ạ? Intrusion như thế này chẳng hạn, ví dụ các bạn vừa mới biết là intrusion, intrusion đây là phiên âm thôi, tức là bạn nghe một ai đó nói thì bạn nhận ra được cái âm của cái từ đó intrusion. Sau đó là sao ạ? Sau đó các bạn mới đi tìm cách viết của từ này như thế nào, đi tìm cách viết của từ này như thế nào đúng không ạ? Ok, đi tìm cách viết của từ này như nào thì các bạn sẽ biết viết à, the in có thể là e đúng không ạ? Có thể là in, ok, chu có thể là tru hoặc là tu đúng không ạ? Jun, lúc này jun thì có thể là như các bạn đã học đuôi của âm này chẳng hạn, thì các bạn nghĩ là đây là đuôi jun chẳng hạn thì các bạn viết ra đúng không ạ? Vậy thì đây là một cái phần phản xạ âm nên chúng ta phải có sự luyện tập cơ bản nhất có thể. Sau đó luyện tập nhuần nhuyễn phần cơ bản, chúng ta tiếp tục lên nâng cao. Các bạn tự nghe những cái đoạn hội thoại phim hoạt hình ngắn thôi, rồi nhận âm cách, rồi đoán cái đoạn đấy, có thể xem không sắp và đoán cái đoạn đấy từ đấy là từ gì. Nghe nhiều lần vẫn không nghe ra được thì bạn mới xem bật sắp lên để xem, và có thể tự đoán cách viết của âm này là gì, tự tra từ điển, sau đó bạn sẽ nhớ được từ đấy. Thực sự là cái ngôn ngữ nó không quá là khó đối với những bạn chăm chỉ, cái việc gì cũng vậy, có sự luyện tập. Có những bạn có thể mất nhiều thời gian, có những bạn có thể ít thời gian, tùy vào cái năng khiếu, sự tiếp thu của mỗi người. Nhưng có một việc không bao giờ sai, đó là phải phải luyện tập, phải hành động, phải đủ cho từng người, đủ cho từng người các bạn nhé, đủ chính xác cho từng người thì các bạn sẽ đạt được cái thành công các bạn mong muốn thôi. Đó, thank you for today and see you next time. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cứ comment phía dưới, mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn nha. Còn các bạn muốn nộp bài luyện tập lên nhóm, muốn xem là mình đã học âm này đã phát âm chuẩn chưa, thì các bạn luyện tập các từ có chứa âm mà hôm nay chúng ta được học và nộp lên nhóm cộng đồng phát âm. Mình sẽ để link phía dưới để cho các bạn tiện vào đó các bạn nộp bài, các bạn trợ giảng, và chính mình sẽ là những người mà hỗ trợ các bạn chấm bài cho các bạn. Đó, hoàn toàn là sự giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you, goodbye.